Sáng nay, ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và quản lý phát triển đô thị, trật tự xây dựng dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Mở đầu phiên trả lời chất vấn sáng nay, lãnh đạo ngành công thương thành phố đã thông tin cũng như nêu trách nhiệm cụ thể đối với các vấn đề đại biểu quan tâm như về di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, việc phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, đặc biệt việc bình ổn giá dịp Tết được nhiều đại biểu quan tâm cũng đã được làm rõ. Sẽ tổ chức 18 điểm bán hàng bình ổn thị trường, rồi tổ chức thành lập các tổ để đi theo dõi cái diễn biến của thị trường, đặc biệt là diễn biến về giá cả, rồi về theo dõi các hành vi của các doanh nghiệp trong việc là đầu cơ găm hàng, dự trữ hàng hóa, đầu cơ hàng hóa một cách không phù hợp để dẫn đến cái việc gây mất ổn định và tăng giá đột biến. Thì khi phát hiện những cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với quản lý thị trường để xử lý và ngăn chặn các hành vi này để đảm bảo cho bình ổn cho thị trường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nhiều cái chương trình khuyến mại hỗ trợ cho người tiêu dùng mua sắm Tết. Chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, nhiều vấn đề nóng của ngành đã được các đại biểu đặt câu hỏi, nhất là trong bối cảnh năm 2022 thu hút đầu tư FDI cũng như giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc giải ngân vốn đầu tư công đã được chất vấn và trả lời từ các kỳ họp trước, tuy nhiên đến nay tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Sở đã có đề xuất biện pháp xử lý nào đối với cơ quan đơn vị là nguyên nhân gây ra chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công? Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và đồng thời căn cứ kết quả triển khai thực hiện để đánh giá bình xét thi đua đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ các tập thể và các cá nhân cũng như người đứng đầu các đơn vị. Và cũng đã có văn bản đề nghị các ban quản lý dự án hiện nay là sẽ phải tổng hợp toàn bộ tình hình thực hiện vốn giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022. Trong đó thì cũng có đề nghị là phải phân tích rõ nguyên nhân của những cái mà không thực hiện giải ngân được. Trong đó nguyên nhân khách quan là gì và nguyên nhân chủ quan là từ đâu? Kính đề nghị đồng chí cho biết nguyên nhân dẫn đến sụt giảm về thu hút vốn đầu tư FDI trong năm 2022 và giải pháp để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư này trong những năm tới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Về giải pháp thì hiện nay thành phố đang cố gắng tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng và cũng như quy hoạch 1/500 và đang kêu gọi và tập trung khẩn trương để cố gắng trong năm nay chọn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và chuyển đổi khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, đồng thời nghiên cứu mở rộng khu công nghệ cao về tạo nguồn quỹ đất sẵn có cũng như là tập trung đầu tư để khớp nối hạ tầng giữa các khu công nghiệp tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư. Ban quản lý khu công nghiệp triển khai xây dựng cái đề án nghiên cứu kêu gọi xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới và khu công nghiệp hỗ trợ. Cái thu hút FDI thì bốn cái lý do mà giảm cái thu hút đầu tư FDI thì chị Tâm cũng đã phân tích, dự báo đầu năm 2023 cũng sẽ gặp khó khăn trong lĩnh vực này. Cho nên là cũng đề nghị là các cấp các ngành cũng hết sức chú ý quyết liệt để mà tạo điều kiện, nhất là những chính sách thu hút hấp dẫn để mà thu hút các nhà đầu tư trong xu thế hiện nay. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã chất vấn việc phát triển quản lý đô thị tại quận Hải Châu, nhất là vấn đề tháo dỡ bàn giao mặt bằng tại dự án sân vận động Chi Lăng. Chất vấn và đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành làm rõ các vấn đề về tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu, về quy định thực hiện mở rộng kiệt hẻm, việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội, việc cắt tỉa cây xanh, công tác xử lý ngập úng và thoát nước đô thị, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, vấn đề thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế và các bất cập trong thanh toán bảo hiểm y tế. Khi phải mua thuốc ở ngoài để chữa bệnh, các chính sách hỗ trợ đền bù giải tỏa, trách nhiệm của chính quyền và các đơn vị liên quan trong việc xử lý chậm trễ, đền bù, bố trí đất tái định cư, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân, cùng một số vấn đề quan trọng khác.
Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, chất lượng, đề cập toàn diện nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo đời sống người dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương bám sát các vấn đề đại biểu và cử tri nêu ra, tập trung rà soát để có giải pháp cụ thể tháo gỡ, giải quyết sớm, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển cũng như nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.